tôi mệt lắm rồi, không nói đi kìa, tôi không nói nữa. Rồi, cho người ta có tay hoan hô cho ông này coi. Ông được cái gì của Chúa nói cho mọi người nghe. Dạ thưa cha và vòng đoàn, con được rất nhiều ơn, mà giờ cha hỏi con ơn nào con trả lời ơn đó. Cái ơn mà ông bỏ Chúa đó, cái đó, cái ơn đó, đó. Ông bỏ Chúa được ơn quay trở về với Chúa đó. Dạ thưa cha, con bỏ Chúa 19 năm. Hôm nay bao nhiêu tuổi? Hôm nay con 53 tuổi. Bỏ Chúa 19 năm, lý do gì bỏ Chúa? Con đi cuộc đời cha, con đi nói chung là con đi ăn chơi rồi con bỏ Chúa, con không biết đến Chúa luôn, không đến nhà thờ. Mà ăn chơi cái gì kể nghe. Nói chung là có cái gì cũng có, ngoài ba tội không có. Cướp của, giết người, hiếp dâm, rồi tội gì cũng có hết cha. 19 năm bỏ Chúa mà chỉ mỗi tội là cướp của, giết người với hiếp dâm là không, còn mọi cái đều phạm hết. Chúng ta thấy một người anh em mà dám mạnh dạn lên nói với chúng ta như vậy, đó có phải là ơn của Chúa không? Có phải là ơn của Chúa không? Rồi nhờ đâu mà hôm nay anh quay về với Chúa và anh đứng mạnh dạn lên làm chứng cho Chúa được như vậy? Khó lắm, con nói với cha là cộng đoàn là rất khó. Từ vì khi mà con về con thăm mẹ con á, thì con đi nhà thờ cả một cái giáo xứ, hầu như là giống như con bước vô nhà thờ giống như là Chúa chạy. Chúa nhảy nó kêu, làm như là cặp nhìn cặp mắt con mà không ai biết gần với con nữa chứ. Con cũng chẳng biết sao đâu, bây giờ tội là mình gái mình chịu. Thì biết đâu nhiều khi Chúa thương mình, Chúa đưa cho mình tới như vậy. Thì thôi mình cứ cầu xin Chúa. Thì qua được gần 10 năm con mới lấy vợ. Thì con lấy vợ thì con cũng biết vậy, chứ còn con cũng chưa tin nhiều lắm. Nhưng mà con thì nếu mà nói ra thì ơn, thậm chí là ơn cứu mạng con, chính đức mẹ cứu con. Mà bây giờ cha hỏi con cái ơn đó thì con trả lời được cái ơn đó trước. Thì con về sau này á, là con biết đến lòng thương xót như vậy. Vợ con thì nói về lòng thương xót này thì ok lắm. Nhưng mà kêu con trở đi, con nói là ôi Chúa đâu không có Chúa ở nhà thờ mình, tại sao Chúa không đi mà cứ phải đi tới ông cha Long, là không biết cha Long là ông nào. Đây ở nhà thờ Chi Hòa á cha. Con tới đó thì lúc đó mới có 11 giờ. Thì vợ con nói thì anh cứ vô nhà thờ đi ngồi gặp ông cha Long 12 giờ cha ra. Tới con vô nhà thờ con ngồi được khoảng 15 phút con buồn ngủ, con ra gốc cây con ngủ được. Giống như cha nói là đạo gốc mà gốc cây á. Con ngủ phát 1 tới 4 giờ rưỡi luôn, cha làm lẽ xong. Rồi vợ con kiếm con đi về. Cái con về nhà cái con biết gì hết, con hỏi ông cha Long không, con đưa cho ông. Cái 3 ngày sau con đưa ngồi bán hàng cho vợ con. Có cái cô kia có đi nhà, cô dục cái cuốn sách nhờ mẹ để với Chúa cha. Cái con ngồi con đọc con khóc từ đầu đến đuôi, quý một buổi trưa luôn. Cái để đến tuần thứ năm con không nói gì hết. Cái tuần thứ năm là đến cái ngày thứ năm đó cha, là con đi. Con trốn vợ con đi, con chở đứa con út. Mà nếu mà nói ra con nói thật các ông bà ở nhà thờ Chí Hòa thứ năm đầu tháng, chắc ở đây chắc nếu mà ai đi thì biết thứ năm đầu tháng thì đông khủng khiếp luôn. Mà mở cửa ra mà con bế con nói cha, 9 giờ con đã có mặt sân nhà thờ ngay cửa rồi. Mà con đói bụng, vừa đói vừa khát nước. Rồi đến khi mà cho 12 giờ cho mở cửa ùa vô, con nói biết cái này là cái gì con chẳng hiểu luôn. Mà nếu mà không có Chúa đưa con tới thì thật sự nói câu là chắc đời đời bao giờ con dám tới nhà thờ lần nữa. Tại vì nó đông mà nó luồn vô mà bế con mình nó nặng, vừa đói vừa khát. Mà cứ vô xong nó đứng ngay giữa nhà thờ, đứng không xoay người được. Cái chị kia cho cháu cái bánh, thì bà kia ông kia cho miếng nước. Rồi xong cái cô kia ở cháu cho cháu ngồi đây. Sau cái ông kia ngồi lại cho anh ấy ngồi vô đây. Nó ủa tại sao mà người ta lại tốt với mình như vậy. Rồi đến khi cha ra cha giảng cái bài giảng mà cái tôi với cha. Cái bài cũng nguyên một cái buổi lễ đó con khóc từ đầu đến đuôi. Từ đó đi thôi con cứ không nói gì nhiều, cứ theo Chúa. Cho tới bây giờ khi mà cha làm đẻ ở nhà thờ là Chí Hòa thì hầu như không có tuần nào mà không ăn đi. Mà ngay vừa đấy 4 giờ thiếu 15 con vừa được cái ơn khủng khiếp luôn. Khủng khiếp ở đây à? Ngay tại đây là trải qua cái ơn khủng khiếp. Cái ơn gọi là ơn khủng khiếp. Thật sự với cộng đoàn cha là con ngồi con khóc, mà thật sự vừa đây ngay vừa 4 giờ thiếu 15 tại đây. Đây chính con dắt cái cô bé là hai người không có đạo đi lòng thương xót đây, để là một cô bé bị ma nhập và một cô bé bị hiếm muộn.
mà cô bé đó vừa nói với con hỏi cô bé không biết gì giúp khi cái gì, mà khi cô bé nói với chị ơi em đã tỉnh rồi, em biết hết rồi, đó là cái ơn của Thiên Chúa đã chữa lành cho cô bé, đó là chúng con đã được cái ơn vô cùng đặc biệt. Hallelujah. Hallelujah. Rồi, nhờ đâu mà anh biết được giáo điểm tin mừng mà hôm nay lắc lộn đến đây để mà làm chứng cho Chúa và thấy được cái ơn khủng khiếp là hai cô bé ngoại đạo mà được ơn nhãn tiền ngày ở đây. Nhờ đâu mà anh biết được ở đây mà anh tìm được đến với trường để gặp lại tôi ngày hôm nay để làm chứng. Dạ thưa cha, thì bây giờ cái tin của cha thì nằm ở trên trang web đó, con biết đâu rồi nhưng mà con không có đi. Thì vì sao á, công việc của con đi làm, con ở dưới Biên Hòa Đồng Nai cha. Thì cái công việc của con đi làm ở quán thì tối con phải đi làm. Mà nhưng bây giờ thôi, bây giờ con cứ đi như vậy, cái chị bạn kêu cứ đi thì công việc tại bà tính sau. Nhưng mà về đâu ai đuổi con đâu. Về người ta làm gì thì mình nói mình đi lễ rồi người ta ok thôi. Mà nhiều khi người ta thiếu việc kệ thì con cứ đi. Sáng giờ người ta gọi con khoảng chừng 30 cuộc điện thoại, con tắt máy luôn. Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, cũng có những người thì không chống nổi. Đây là chiên ta thì nghe tiếng ta. Còn có nhiều người chiên ta mà nghe tiếng của tiền, tiền chiên ta mà nghe tiếng của tình, tiền tình, hai cái đó là cái cám dỗ mạnh lắm. Cho nên đang tính đi lễ lòng Chúa Thương Xót mà có khách gọi một cái là đi làm cho khách hay là đi làm cho Chúa? Làm cho Chúa nha. Đây là người được ơn của Chúa. Còn bình thường là làm cho khách hay làm cho Chúa? Cho khách. Hôm nay mới có khách, còn Chúa ngày nào chẳng có. Có đúng không? Ta bị cám dỗ như vậy. Chúa thì ngày nào chẳng có, mà hôm nay khách nó mới đến, nhưng mai nó không đến thì sao? Thôi Chúa, hôm nay con nghe tiếng khách, con không nghe tiếng Chúa nữa, Chúa cho con nghỉ hôm nay. Đúng không? Rất nhiều người bị như vậy, thưa anh chị em. Mà không có ơn của Chúa, 30 cuộc gọi ngày hôm nay để anh về anh làm, anh có tiền. Còn hơn là anh đến mà bụng thì đói, miệng thì khát, chân thì run. Anh xem lựa chọn đi, nghe tiếng Chúa hay tiếng khách? Chắc chắn là người ta nghe tiếng của tiền. Bây giờ người yêu của anh hẹn anh 4 giờ và Chúa hẹn anh 4 giờ, anh đi theo tiếng của Chúa hay tiếng người yêu? Người yêu chứ làm gì mà Chúa. Chẳng có tùy gì cả. Tất cả chúng ta không có ơn của Chúa thì nghe tiếng của người yêu hay tiếng của Chúa? Người yêu. Ai mà nghe được tiếng của Chúa thì đó là một cái ơn, chứ không phải là khả năng của chúng ta đâu, thưa anh chị em. Mà khi mình dám nghe theo tiếng Chúa, chiên ta nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta, lúc đó ơn của Chúa xuống trên ta là không ai cướp được chúng khỏi tay ta. 19 năm trừ tội hiếp dâm và cướp của giết người, vậy mà Chúa vẫn cướp cái này lại khỏi bàn tay của ma quỷ. Không ai cướp được nó khỏi bàn tay của ta đâu. Chúa tìm mọi cách để mà cứu lấy linh hồn của chúng ta. Cho nên có nhiều người đến đây cầu nguyện: cha ơi, con của con nó bỏ Chúa hết rồi, cha ơi con buồn lắm. Bảo không, cứ phó thác nó cho lòng thương xót Chúa đi. Chúa nói rằng là cha ta thì lớn hơn tất cả, những gì cha ta ban cho ta, ta không để cho hư mất. Có thể 5 năm nữa, 10 năm nữa, có thể khi ta nhắm mắt lìa đời vẫn chưa thấy được ơn của Chúa. Giống như Môi-sen 40 năm trong sa mạc nhưng mà có được vào đất hứa không? Không. Nhắm mắt lìa đời vẫn mắt nhìn về đất hứa và chưa được đặt chân vào đất hứa. Có thể chị em cầu nguyện cho con cái của mình, đến khi mình nhắm mắt lìa đời mà con mình vẫn chưa trở lại. Biết đâu mình chết rồi, mình lên về với Chúa, mình cầu khẩn cho con của mình rồi nó được ơn thì sao? Biết đâu qua cái chết của mình nó được ơn quay về với Chúa thì sao? Mắt trần gian mình không nhìn thấy con mình quay trở về, đâu có nghĩa là con mình hoàn toàn không quay trở về. Nó chưa, chứ không phải là không. Anh chồng tin là như vậy đi. Đấy nè, bằng chứng này, 19 năm bỏ Chúa này, 19 năm chỉ trừ hiếp dâm và thức của những người, cái gì cũng chơi hết. Vậy mà bây giờ dám từ chối 30 cuộc gọi làm để có tiền để mà đến đây, mà dám ôm, dám trốn vợ đến với lòng Chúa thương xót, ôm với đứa con của mình mà vừa đói vừa khát. Hỏi ai mà làm được chuyện đó nếu không có Chúa? Tôi gửi tặng cho anh cuốn sách Con đường tín thác nha.
người gặp lại người anh em đã hẹn gặp nhau ở nhà thờ Chí Hòa, anh đã quay về với Chúa và anh đã được Chúa giữ gìn. Tại vì có những người đã quay về với Chúa nhưng rồi lại để cho tiếng gọi của thế gian nó lôi kéo, không nghe tiếng Chúa nữa, còn anh vẫn trung thành. Đây là con đường thi thác và xin đi con đường thi thác. Xin Chúa chúc lành cho anh. Đây là cái móc khóa gửi tặng cho anh nữa, để Chúa tiếp tục móc anh lại vào trong lòng Chúa thương xót. Mấy bài 365 bài giảng có chưa? Con chưa có mà con không cần, nhưng mà cha tặng cho con, có tặng cho người khác. Rồi, đây cha tặng cho con tặng cho người khác. Đây, xin ta thì nghe tin ta, hãy nghe tiếng Chúa ở trong 365 bài giảng này, thưa anh chị em. Chúa chúc lành cho anh, rồi mời ông. Hallelujah!